Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Bon HTD lại có dịp ghé thăm cơ sở cây cảnh nằm trên đường Thống Nhất, phường Tân Thủy, thị xã La Di. Đến với cái cuốn video này, mình cũng mong cho tất cả mọi người có những giây phút thư giãn với cái vườn cây cảnh của Hải Ngọc. Cái vườn cây cảnh Hải Ngọc này nằm trên đường Thống Nhất các bạn, phường Tân Thiện, thị xã La Di. Dọc trên đường Thống Nhất này thì có rất nhiều cái dịch vụ buôn bán khác nhau, như là siêu thị Copmart cũng nằm trên đường Thống Nhất này các bạn, và có rất nhiều nhà hàng tiệc cưới ở đây. Đó, đây là cái quán cà phê rất nổi tiếng ở La Di, quán Thiên Đường. Ở La Di vẫn là rất là đa dạng về ẩm thực mấy bạn, tự vì nó nằm ven biển, rất là phong phú về các món ăn về hải sản. Nhân cơ hội này thì mình cũng xin được giới thiệu đôi nét đặc trưng về thị xã La Di như vậy. Rồi xin mời tất cả chúng ta cùng vào trong cái khu cơ sở vườn cảnh của Hải Ngọc. Đầu tiên chúng ta xem qua cái tổng quan của khu vườn này, lát nữa chúng ta sẽ nghe chủ cơ sở báo giá một vài tác phẩm điển hình cho tất cả mọi người cùng xem và nắm rõ cụ thể cái giá cả từng số cây cảnh bonsai mini, bonsai tầm trung ở trong khu vườn cảnh này. Bon HTD cũng làm cái video này cũng mong rằng như là một cái cầu nối để chúng ta có thể nắm bắt được thị trường về cây cảnh bonsai, và cũng đồng thời là đem đến những giây phút thư giãn cho tất cả mọi người nhằm vơi đi sự vất vả nặng nhọc bộn bề công việc trong cuộc sống. Bây giờ chúng ta nghe chủ vườn báo giá một cặp lộc vừng. Mỗi cây 35 triệu. Mỗi cây 35 triệu. Cây này cây lộc vừng đúng không? Đúng rồi, lộc vừng. 35 triệu cả bể hả cô? Một cặp 70 triệu. Cặp lộc vừng này là giá 70 triệu các bạn. Thank you.
Cây tùng La Hán này là 25 triệu. Cô cũng không nắm giá mấy, giờ có cháu nó ra nó nắm giá hơn. Cái tiểu cảnh này mình bán nhiêu? 7 triệu rưỡi. 7 triệu rưỡi hả? 7 triệu rưỡi cả bộ. Như vậy là xong rồi ha, mình có gắn motor nước gì không? Bơm nước đó. Vậy 7 triệu rưỡi ha. Đá đẹp quá, tác phẩm này đẹp quá. Cái này mình làm hay mình lấy ở đâu về em? Cái này hả? Ừ. Cái này em lấy ở đây. Rồi. Đây rất là nhiều tác phẩm rất là đẹp. Còn đằng sau những cây lớn đằng sau chú. À, cái lô hàng cây linh sam lá kim này bao nhiêu em? 500. Cứ 500 một cây ha. 500 là 500 cái chậu đen đen ấy. Còn cái lô hàng trên cái hàng này là 500 hết rồi sao em? À 500. Còn cái bên trên là chịu rưỡi. Bên trên là gồm là cần thăng. 1 triệu rưỡi. Cần thăng mini rất đẹp. Các bạn là cứ nghĩ là chơi cây này về bỏ những bàn làm việc hay là cái ban công rất là đẹp. Cái dàn ở dưới này nè, dưới này gồm có linh sam, mai chiếu thủy. Cái dàn dưới này giá nhiêu em? Mai chiếu thủy 2 triệu. Linh sam 1,5 triệu. Cái hàng thứ ở dưới này mấy bạn xem kỹ, đây gồm những cái số tác phẩm mini rất đẹp. Bonsai này em đứng vô chỗ này em báo từng cây cây đi. Cặp giấy nè, 5 triệu. Đứng đó đi, đứng đó đi em, đứng đó đi. Quay cái gốc của nó, cái gốc nó mới đẹp. Cái cặp nào em? Đây 35 triệu. 35 triệu. Cặp giấy cẩm thạch, lá cẩm thạch của Thái rất đẹp. 35 triệu. Đi qua bên kia quay được thì cũng đẹp ha, tại nhiều cây mới ra. Và cặp thứ hai 25 triệu. Cặp thứ hai cũng là giấy cẩm thạch, bông màu sắc pháo ha, cái này sắc pháo ha. Tác phẩm giấy cẩm thạch rất đẹp, rất tuyệt vời. 25 triệu cặp. Đây cặp nó đây đó. Bao nhiêu cô? 7 triệu. Đây một cặp của nó đây. Giá 7 triệu.
bên cổng nhà rất đẹp. Và cái này nó có bông quanh năm. Dạ. Lúc nào cũng có bông. Có trái. Đó trái có... như trái bạc. Tên của cây này là cô có tên là bàng cẩm thạch. Bàng cẩm thạch. Vâng. À, 500 một cây. Ở đây gồm mới về có 3 cây phải không cô? Mới về 5 cây bán được 2 cây rồi. À, lá của nó đẹp quá ha. 4 năm nay giờ mới có cái hàng này đấy. Lộc bình. Cái si mấy bạn. Một cặp 5 triệu. Cả chậu hả cô? Chậu. À, rất rẻ, rất là phải chăng. Đây, bên này cây nữa. 5 triệu. Cây lục bình. Đã được cắt tỉa rất là gọn gàng, y như hai cái lục bình như này để hai bên cổng nhà rất đẹp. À, với cái cuốn video này thì mình cũng hy vọng rằng đã đem lại cho tất cả mọi người có những giây phút thiệt là thư giãn, vui vẻ. Xin chúc tất cả mọi người sức khỏe và thành công. Hẹn gặp lại tất cả mọi người video kế tiếp.